sunshine like a star in the sky. I'm okay. Chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm loa từ mạch loa TDA7297. Mạch loa này mình mua ở trang mua linh kiện.vn với giá 65k. Ok. Cần thêm một chiếc loa và một ít bìa cứng như thế này nữa. Ok, bây giờ chúng ta đi hành làm thôi. Đây là đầu ra của loa nha các bạn. Ok, mình sẽ nối dây bằng loa này. Này, ok, như vậy là mình đã làm xong. Đây là phần volume, đây là phần âm thanh vào. Nguồn điện của nó mình dùng nguồn điện 12V nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi test thử cho các bạn xem này.